Thằng ba tiếng thánh đền vàng lộ vẻ, chừng đó nó thập bất quốc chư hầu nó giành xé vô nước gì nhanh, giành cái đền vua nó chết thay cái phôi ngọn cỏ vô căn Phật trời, chừng đó đi máu ngập mắt cá luôn, vô căn Phật trời qua cái đồng Thất Sơn chết hết trơn. Thất Sơn đồng trống chiến trường gớm ghê, sau cái đồng Thất Sơn đánh giặc 18 nước chỗ đó chiến trường gớm ghê, chết là thay là nằm đặt đất máu chảy thành sông luôn, giành cái đền vua của Việt Nam xong nó tiêu diệt luôn. Ủa, Việt Nam anh tại cửa nhà tan nát rồi, đây sấm trận trình nói lâu rồi, tới cái màn ba là khắp thế giới cửa nhà tan nát không có còn nước nào hết. Cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, tận diệt là rút ráo rồi lập đời cho người tu mới còn, không tu rồi sạch bách không còn, người không tu rồi sạch bách không còn, không còn tôn giáo nào, chỉ còn cái đạo Phật là thôi. Thầy nói là cuộc đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại, gió cu lụp cụp. Thầy nói là mưa ngựa buông cương là nó chạy không có dừng đó, chiến tranh này nó không có kết thúc được, khó dừng lại như con ngựa không có dây cương đó. Mặt nước biển lô nhô lặn hợp là nói tàu chiến á, lô nhô tiết lặn cái hợp, chim ở trên trời là máy bay, là cá lại trên màu, ngọn thời thủy triều nô nút sụp sâu là biển sâu luôn, bầu trái đất một khoen lên biển thì đánh bỏ bom sâu biển luôn, không còn gì nữa. Biển thay lấp Thái Bình Dương biển lớn, thay chết đầy biển luôn, máu trôi đầy khắp nước cùng nơi, chừng đó ba tạo chết châu bị lấp biển luôn. Còn sao đi lại làm sao? Không có nói mà còn. Không sao vậy? Sao câu thầy nói là người ơi. Đi sao? Sao? Thầy nói là nơi phía trước là sao sao? Nơi phía trước là trước núi á, treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng này sau núi, hình dốc dễ chân. Nước kia là nơi nước ngập lên, tới mỏn két, lửa nọ ngọc hoàng đốt luôn, lửa nọ tưng bừng, thảm cho thấy thế lẫy lừng nạn tại chừng đó đốt sạch luôn, ngọc hoàng đốt luôn, đốt qua lấy cầu luôn, thành gạch luôn. Mới lập đời được, chết quá chết rồi, đốt bỏ, thành gạch luôn. Còn người nào ở trong bốn thẻ đó, mới mở ra, mới vô trong đền vua đó. Thầy nói là được giữa bệ Ngọc Cát Lân coi Trung Quốc tranh giành châu báu, là người đó là phải có tu đạo Phật mới được. Bệ Ngọc Cát Lân ngồi coi chiến tranh thế giới đánh, là người có tu đạo Phật mới được, là chánh gốc người tu theo đạo Phật mới vô được bệ Ngọc Cát Lân coi Trung Quốc đánh giặc ở ngoài bảy núi, đánh banh rồi nó chết nằm lặng lạ, là người đó hiền mới vô bảy núi. Qua lộ dân giáo sao không sao? Qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, tức là máu thành sông luôn, thay đi ngập bắt cá luôn, máu chảy thành sông luôn. Qua lộ dân giáo máu, dân giáo giáo dân thay phôi ngọn cỏ vô căn Phật trời, là cái lộ đó là tại cái đường vô nhà bàn vô núi Cấm có xã dân giáo vô căn Phật trời, là người không có tu á, chừng các nước vô đó không tu là tiêu diệt, đánh nhau tiêu diệt luôn. Vô căn là không có căn, không có tin tưởng, không có tin tưởng, không có tin tưởng trời Phật. Bây giờ mưa trúng đông đó, nó chạy với là bom ngày nó bỏ mấy ngàn quả thành phố ra đóng gạch dụng hết trơn, nó còn gì nữa. Thì nó khởi trung đông trước rồi trung đông banh cành này tới qua ở đông, không có chạy đâu khỏi chứ. Lung tung Âu Á, Âu trước Á sau, thì nó Âu Á lung tung nhuộm máu đầu là tới Âu trước tới Á sau, không chạy đường nào trời nào khỏi chứ. Hết nó êm rồi tới qua Á đâu, Á Châu rồi thằng Tàu nó quấn thằng Đài Loan hoặc là Triều Tiên quấn Nam Tiên rồi tới chuyện luôn. Đừng nói nó hết hai còn một mới ra, đánh kỳ này hai chủ nghĩa nó còn một chủ nghĩa thôi, dẹp mấy chủ nghĩa biển hết. Sôi sục luôn hả sao? Biển sâu luôn, ngọn thủy triều nô nút là biển sâu luôn, bầu trái đất mà liên đảo lộn luôn. Đừng nói là biến di cồn quá biển, biển thành phố quá thành biển luôn, banh cành nó cho nguyên tử nó nổ rồi thành phố thì đóng bạch dụng luôn, không còn gì còn hết. Kỳ này nó nóng rồi đánh tới là nguyên tử nó bấm nhau mà thua rồi nó dời tới nguyên tử nó nổ là không còn gì còn, không tu ra cho bụi luôn, quá được cầu banh luôn, đừng nói còn. Chừng nguyên tử nổ ra, nguyên tử dãy đầy đất cả thầy, nhân vật 10 phần hao 7, 8, thần tiên còn khóc á. Thầy nói, ông Phật nói đó, chứ không phải tôi nói đâu, cái đó là trong giáo lý thầy nói đó, chứ không phải tôi nói, tôi nhắc lại cho bà con nghe, đây là lời của Phật nói, chứ không phải tôi nói đâu. Vậy là cái chiến tranh này tu không tu cũng xảy ra chứ không sao? Cái này là cái quân hạ cuối đầu bắt buộc là lòng người tàn bạo mà ra. Nó đã nói chế nguyên tử để làm gì? Bom đạn để làm gì?
Thầy nói là khắp thế giới là binh lương, binh là binh đội, lương lương thực đó, cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sao nào. Thầy nói giành đây nó đánh nhau là nó đem ra nó chơi kỳ màn ba này banh giành. Không còn cái gì chứ. Phật nói mà. Chứ không phải mình nói đâu. Thầy nói là chừng đó đất trở thay chứ trời gì che đất trở, không ai trông ai chết môn tử nổ, không ai trông ai. Ê hề đất trở thay, nằm đầy đường nó chứ không ai trông ai nữa. Rồi Phật mới dùng phép màu, nước dâng lên, rồi lửa cháy đốt qua đi cầu luôn, thành than luôn. Quá chết rồi. Chết hết luôn không sao? Ừ chết rồi, còn gom còn số người ít thôi. Sao rồi cháy đất này còn có mấy triệu người, không có nhiều, không có nói tỷ nữa. Còn mấy triệu người, không còn mấy tỷ đâu. Mười phần hao 78, mười mà còn 78, chết hết trơn còn có 1, 2. Thần tiên còn phải khóc đó. Chứ không phải dễ đâu. Việt Nam mình còn chịu đó. Việt Nam thì 90 triệu dân, sao còn chịu à? Là trong cuốn đồ thư luôn, sao Việt Nam còn chịu? Thế giới còn 50 ngàn à. Mỗi nước có 50 ngàn dân, đâu không được 100 ngàn nữa. Bây giờ nói là cả tỷ á, sao là không được 100 ngàn nữa. Dạ, ông Sáu ơi, sao mà lời tiên tri nói là miên nó không ngồi hết lấp lông cây dầu là cái gì ông Sáu? Thì cái màn ba nào nó nghe lời Trung Quốc rồi nó suối nó tràn qua mình này, nó đòi đảo Phú Quốc rồi nó giành đây, nó đánh một màn ba này rồi là nó là gì à? Không có gì à. Nó qua Việt Nam là nó không có gì à. Dòng bị xe tăng nào máy bay nó dội bom nó bắn là không có gì, nước luôn tiêu luôn. Sao mà không còn và mất nước luôn. Còn đâu nữa gì á. Qua lần này là chết hết trơn, không còn. Nam Giang nhà gạch nhà dâu sao kiếm mới tới chạy lá mà không có ngầu nữa. Nó dội bom thành phố Nam Giang không còn cái chạy lá. Ngầu không ra nữa. Chúng thì thành sao lại quá đường đó. Phật nói thành đường luôn, bỏ luôn. Miên thành xài trấn đánh gần bỏ thay, không nói vậy đó. Thì người ta nói là kể từ 2 năm dịch bệnh tới giờ là mấy ông đạo lên nói liên tục vậy đó ông Sáu. Thì nó có đúng vào thời kỳ này không hay là chỉ nói hoang mang người dân không Sáu? Không có hoang mang được, đây là ông Phật nói mình nhắc lại à. Chứ không phải à, bệnh dịch là cái bệnh trời để mà cho mình giác ngộ thất tỉnh. Vừa qua cái bệnh dịch này tới chiến tranh mà nó bùng nổ màn ba luôn. Trước là bệnh dịch, động đất, núi lửa phun có không? Bây giờ 47 cái núi lửa phun thế giới rồi đó. Rồi tới giờ sập đất ở mà Thổ Kỳ sập một thành phố có không? Rồi tới giờ sóng thần có không? Rồi chỗ chiến tranh, chỗ giặc giả nó đủ chuyện, chỗ bệnh dịch lan tràn khắp màn ba, quỷ diệt quả địa cầu luôn. Nó không có sao được, đây là ông Phật nói. Chứ mình nhắc lại thôi chứ không có sao được. Không có lập đời sao ông Phật mới nói. Phật nói là sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu, hồi đó có cầu không? Hồi núi Cấm quá lầu lộ vẻ gần đây, bây giờ còn lộ vẻ không còn nữa chứ. Bây giờ sông Tiền Mỹ Thuận có cầu chưa? Ông nói hồi đó có cầu đâu. Bây giờ bắt 2 cái cầu rồi đó. Còn gì nữa không có. Còn ngựa đá qua sông có không? Cầu mà cầu Lãnh đó. Cầu Dầm Cống đâu có không? Có bờ bằng đá bắt ngang sông cái đó, hồi đó có không? Giờ nói gì có trơn rồi, xe đi ngàn dặm, bây giờ máy bay rồi đó, có không? Tàu đưa một giờ có không? Hồi đó là đi bộ không à? Giờ có trơn đầy đủ chứ. Không còn gì nữa chứ. Bây giờ mình còn sấm nổ đùng ra, nào bể núi nữa là tới, không còn. Rồi qua năm thìn đây biết. Hết năm mẹo tới thìn đây biết thân, có hay không nhìn qua thìn là biết. Có không thì nói nhân răng. Đừng nói không tin thì nói nhân răng. Bây giờ là không còn dạy nữa chứ còn cứu không cứu thôi. Ừ, tu chừng đó biết hết hình rồi, hết mẹo rồi tới thình rồi biết thân. Đừng nói có không nhìn qua thình rồi biết. Tin nữa kệ nó. Thì là vô căn Phật trời đó, người không tu chừng đó nhân răng. Không có kệ tu rồi chừng đó nhân răng. Có không biết. Thì có câu nói là đất bằng sống dậy còn gì chợ là sao không Sáu? Đất bằng sống dậy là như chiến tranh, sống dậy là sụp đất, là núi lửa phun, bệnh dịch. Như đất bằng thẳng bình yên, đương bình yên mà giờ dông gió sóng thần thổi lên. Rồi động đất, nhà cửa lầu đài nó ngổ ngang, nó sụp đất. Rồi chiến tranh, bom đạn nó tràn qua, nó bắn, đó là sống dậy còn nữa. Còn gì trời ơi là cái những cái mà nó đưa đến thiên tai, bệnh tật rồi đó. Chết trôn không kịp đó, không đóng nhà đóng cửa không dám ra đó, không sống vậy sao. Tôi nói mượn sự để hiển cái lý đạo. Rồi bây giờ mấy tỉnh miền Trung mà nước ngập tới nóc nhà nó có không? Bây giờ nè, miền Trung là nước ngập tới nóc nhà cho có không? Binh Ly Bi đó, 2 mấy chục ngàn người chết queo đó.
Rồi Thổ Kỳ sập cái thành phố đó có không? Rồi bây giờ bão 47 cái núi lửa phun. Núi lửa phun mà sóng thần sụp đất rồi cái đó không có không? Dạ, thưa ông Sáu, thì trên sau này vùng núi mình có rắn to hay là gì xuống không Sáu? Chừng sấm nổ á, rồi mấy con rắn trong núi nó bò ra. Chừng nó con nhậu nấy bằng cây xúc nó nuốt cái là mấy chục người một lần, chứ không phải ít đâu. Nó họng ngáp cái nào mấy chục người. Con rít rồi nó ăn con bò một đêm mổ kẹp, ăn bò chết mà một đêm ăn hết trơn rít á. Cái giò nó mấy kilo á. Nhưng mập nó ăn cái hết không? Đồ bỏ nó gấp một cái nhai cái không đủ tiếc ai gân nữa. Con rít nó ăn mà con bò mà nó ăn một đêm một con bò hết trơn á. Bữa đó là thằng trộm nó bắt bò, nó về nó cột với chân núi Bà Độ Ôm á. Rồi con rít nó bò ra nó gấp một đêm một con bò còn đóng xương không á. Một đêm một thôi nó gặm là còn đóng xương không, nó ra ra rồi. Bị con bò dặm nó gãy hết một cái giò nó bằng mấy kilo, một cái giò rít mấy kilo, rít bề lớn. Một cái ngoe nó mấy kilo đó. Rít bề lớn, rít bằng cái lưu. Thì thôi là cuối ông Sáu chúc cho bà con mình tu hành kịp thời ngày thầy trở lại đêm sau. Thì bây giờ cái màn là màn cuối rồi, bà con nếu có tin tưởng lời Phật của tổ nói và của thấm truyền của Phật đồ đệ lại thì ráng ăn năn sớm chiều cúng lại ăn tơn giữ giới niệm Phật, cúng lại ông bà hiếu thảo cha mẹ chung với đất nước, mình đừng làm gì phạm pháp, đó là một công dân tốt của đất nước, ráng tu hành là một công dân tốt của đất nước, đền ơn đất nước đó, đó là mình được công dân tốt. Mình sống như là sống được đời thuận ơn, mình đừng phạm pháp, mô gì đạo Phật. Dạ, cảm ơn ông Sáu. Dạ. Cái đạo làm người 4 phút, 4 phút, 15 phút, 30 phút mình chờ. 3 phút con lép rồi. Là tuồng gì hả ông Sáu, là sắp đặt cái gì? Cái tuồng đó là của Thiều Thượng Đế. Sắp đặt đầu thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên là cái chu kỳ quá địa cầu phải có thành trụ hoại không, nó đi qua ba nguyên lớn rồi ra nó chính một nguyên lớn, nó ba nguyên thượng trung hạ, nguyên trung thượng trung hạ trung rồi tới hạ nguyên thượng hạ trung hạ là chín nguyên. Trong nó sắp đặt cái nguyên này mà quả địa cầu nó xoay chuyển hoài vậy đó. Là tuần kia sắp đặt ở lâu phải chuyển sai trái bất một bầu đặng lừa lọc con tiên cho Phật qua cái hạ nguyên hạ là con người nó tâm quá đầy quá háo địa hình quá nhơ mới cuộc băng sơ lặp lại. Đến ngày đại biến di ấy là một kỳ thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đấy, cũng như cái lưu ông mà giờ nước cằn và đồ dơ không đổ ông là xài nước mới đổ bỏ hết cặn cáo bỏ hết những đồ cặn cáo bất tồn đổ đi là lắm, như nước cái lưu nó dơ đổ bỏ là mình mới dơ xài được. Cái quả địa cầu này giờ con giết cha vợ để lấy chai bằng cướp bằng trộm giật giành bóc bằng móc túi giật dập không hỏi con người lừa bất lương thiện ăn giết nhau không hỏi con người còn này nữa không lập lợi không còn nhân đạo hiếu đạo gì chứ không còn nhân nghĩa lễ trí tính thì phải Phật Ngọc Hoàng mới xóa rồi. Đức Hoàng đến bao sổ 1139 1136 đó mà nhờ vua Minh Mạng vua Minh Dương Phật Lạc xin lệnh giáp lớn để dạy đạo, bây giờ tới ngày giờ hết giáp này rồi tiêu diệt luôn xử luôn chứ không còn nữa chứ. Dạ thưa ông Sáu, thì cô bác người ta đang thắc mắc, ta nói năm mèo tháng mẹo lị tuôn dầm dài mà tới tháng 10 sao không có tuôn nè, không có tuôn, bây giờ ra miền Trung có tuôn không? Sáu tỉnh miền Trung mình bây giờ không có cơm ăn ở nhà máy lục mới nữa, tới nhà ngập tới cánh én đói sáu rồi tỉnh giờ mà Hà Nội rồi ra ngoài coi nó bão lụt tùm lum ngoài sáu tỉnh mở mạng coi, còn bên Trung Đông là sáu bảy nước nó đánh nhau bơm hàng ngàn cái rồi đói thấy bà bệnh không tuôn. Rồi bên Thổ Kỳ đó 50.000 xuống biển đó, Libya mấy chục ngàn người đó trâu ra biển hết trơn, Trung Quốc đó nhóc bơm bão xe hơi trâu như lục bình mà anh không khổ hả, không khơi đổ tuôn không tuôn còn cái gì bộ đâu phải nói một chỗ, thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát chứ không phải nói một chỗ à. Nói hết chân quả địa cầu á, mình phải dòm hết tổng quát chứ không phải là một chỗ. Chỗ mình là có tu, miền Nam mình có tu mới còn á, đừng nói thấy yên mà nói đâu, phải nhìn toàn cầu quả địa cầu. Thầy nói chỗ này là chỗ đất Phật, là có tu á mới còn đó chứ đừng nói thấy không mình yên rồi mình nói. Thầy nói khắp thế giới, thầy nói riêng là nguyên quả địa cầu lắm, chứ không phải nói một chỗ đâu. Trời mình có tu mới còn á, mình phân bì. Ra miền Trung nơi đó thấy bà ngoài đó, giờ nước lụt ngoài miền Bắc mà biết. Dạ, bây giờ cái tượng Phật Di Lặc bây giờ trên núi á, người ta nói đồn thổi nó đang bị nghiêng á, ông Sáp. Có đúng sự thật gì không? Có nghiêng, là nó muốn chịu chứng, nó muốn nổ rồi đó. Nó lúng rồi đó. Ở dưới bọng mà nó nặng quá, nó lúng nghiêng bên nghiêng thế nó nổ ông Phật nó văng chân còn một miếng nữa, chừng nó nổ núi ra ông Phật nó không còn một miếng nữa.
bánh chảnh văng mất hết, không còn nằm ở trên mà núi rồi nữa, bánh chảnh không còn cái, không còn cục đá rồi. Phật chỉ không còn một cục đá nữa như được nói ông Phật san bằng núi cho thành bình địa, không còn, còn cục đá nữa nói ông Phật. Yeah. Bây giờ người ta gặp những cái con vật kỳ lạ chẳng hạn như rắn to rồi ông hổ này kia đó không sao? Thì trong kinh có nói kêu là núi trời đất sụp, bây giờ núi có trời không? Núi Ba Thê nổ văng đá lấp đường lộ đi đi không được, rồi núi ông Két núi dài năm giếng rồi đá trời tùm lum, trên núi cấm rồi nổ, núi ông Két rồi cũng đá trời tùm lum, trên núi trời rồi đất sụp ở bên Thổ Kỳ đất sụp rồi Li Băng rồi đất sụp đó, thế giới đó thì nó tới cái màn ba rồi đó, rồi mỏ Két quay vô và ngay chân núi cấm là nổ rồi. Không còn gì nữa vậy. Thì đến năm mùi thì ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, đến năm mùi bá tánh biết thân. Năm mùi năm mà thầy nói là đừng gặp tuổi mùi bá tánh đất thân, tập mùa mùi mà thầy nói mùa hè năm dê, trong bá tánh biết ai hữu trí, tức là mùa hè năm dê tới năm mùi nãy giờ biết. Ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, thập bát quốc chư hầu giành thế, lần đó 18 nước nó vô đó, đánh 3 năm tới năm Dậu mới thái bình mới được. Rồi năm Tỵ đây nè, mãn nhất thinh các nước đều vô, đầu năm Tỵ một tiếng sấm nổ đầu rồi nè, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra nè. Hết năm thình rồi nhân hoàng hội ra, một tiếng sấm ông năm chè nổ vậy đó. 7 ngày đêm bật lối trời trăng đó, cho không biết. Yêu tình, yêu tinh trần đến bắt ăn kẻ ác, tới chừng đó biết thân. Một tiếng sấm đầu nổ ra là 7 ngày đêm bật lối trời trăng đó, cho biết. Bắt ăn kẻ ác, chừng đó người nào ác là tiêu diệt. Thay sơn, đổi địa. Thay nhân, thay địa, thay gì chứ. Thay mới cỏ cây, thay mới vật nhân. Chúc quách trở nên tân thế giới. Bồng lai dám đến dán so cân là thấy tân thế giới đó. Bồng lai cũng đã dám đến so cân là cảnh tiên đó. Trong 7 ngày đêm đâu thành cảnh tiên. Linh đơn Phật rưới, mai chiều quá tiên con người già quá trẻ lại. Khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn là 7 ngày đêm đó. Già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác hồn, ai còn sống người đó là người tiên. Không cánh bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Có thần thông bay do do, không có chạy xe hồi gì, không có đụng nhau, giờ không đi xe hơi nữa. Chừng đó xe tiên, thế dép dài. Chừng đó đi bằng thần thông không, thế dép dài, không có mang dài dép nữa. Thầy nói trong kinh đó, có hết trơn, thầy nói cái gì cũng có. Sông Tiền, Mỹ Thuận bắt cầu bây giờ, hồi đó ngàn trăm đó có sông Tiền, có bắt cầu không? Bây giờ Mỹ Thuận bắt hai cây cầu đó, còn gì nữa không có. Nói cái nào cũng có là trơn. Còn ngựa đá qua sông đó, bây giờ mấy cái sông cái đó, giờ cầu đá bắt bằng xi măng, bắt ngang sông cái hết có không? Ngựa đá qua sông, Phụng Hoàng xuống biển thì ông trở về, Phụng Hoàng tiếc hạm á. Chiếc hạm á, lấy hiệu là Phụng Hoàng là chừng nó vô đó, thì ông trở về đó. Đúng có, là qua năm mà biết. Tới qua năm thìn rồi biết thân. Hết năm mẹo tới thìn rồi biết thân. Không có gì nữa vậy. Không tu không còn một mạng nữa. Người nào tu chứ thần kêu ba đêm nữa đó, phải xuống núi tản cư, chạy đi rồi chạy lộn về, hai lần chạy mới gặp bề muôn tâu. Ông ba nói mà phải bỏ núi ra đi mới được, ở đó chết sạch không còn, nổ như bom mà đá nó văng khoan miễn chết sạch không còn mạng. Đừng nói về núi trước mà ăn đâu, không tu rồi về đó chết sớm, về đó còn chết sớm nữa. Có câu âm thanh rau khắp trên không luôn phải không? Cái đó âm binh. Dạ. Rau trước ba đêm. Khâu khắp ở trên hay không mà ba đêm báo trước thì mình phải tản cư, bỏ núi sấm nổ. Là chứ thần ta giờ binh âm mà rau đó, nó kêu rau trên không kêu rau hết cho biết hết, ở đó chết không có ngon. Không có núi non gì đá còn văng mà đền đài cung điện nào mà còn, không còn cái gì trên mà núi nữa. Sạch bách nổ binh địa thành cái đền vua bằng vàng ở trong ruột núi. Tóc cái vỏ ra cái đền vua trong núi, Phật cất cái sẵn ở trong núi. Cái đền nó có Phật cất ở trong núi ruột năm non. Chừng vỡ núi tô vỡ ra đó, ngọc muôn màu, kết tụi làm rèm lầu dạng nóc, ngói xem mỗi mắt, hương vô tận bay thơm nồng nặc. Cốt thần tiên nện khắp gần xa, đâu có muôn qua hằng hà đất Phật, ngay trên quả đất là các Phật đã cất. Thế giới khác là giờ vô chúc mừng Thánh Chúa là hậu lợi để phong lên ông Di Lặc làm Phật. Tổ Thích Ca thay thế Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông Di Lặc được phong lên, tức là Đức Thầy mình đó, được phong lên thay thế là Phật Tổ, thay cõi Phật này là cõi Phật Di Lặc Tôn Phật, không còn là cõi của Phật Thích Ca nữa. Giáo chủ cõi Ta Bà, thống lãnh cõi Ta Bà luôn. Dạ, sao bây giờ cái điều kiện gì mà sấm nó mới nổ không sao?
Khi có mà súng đạn bom bỏ núi nó mới nổ. Ừ. Khi có máu thấm dài thì cái mấy con ông két mới dùng dậy lớn lao bay khắp, mỗi lần nó gấp muôn triệu người vẫn được khi thường. Cánh quạt trương phố phường sập lầu đài tan nát, mẹ đấy con cờ trên chất núi có con chim đá nổi từ lâu đã trong cái bài rầm đó, người có bài hiến đạo của ông Thanh Sĩ có nói cái đoạn đó. Khi có máu thấm vào mấy ông két mới bay đi. Nó bay đi, nó cài ra tới Hà Tiên là có cái sông sau các nước là chạy tàu buôn, tàu lớn vô đó, đền Bửu Sơn đó. Có cái sông lớn là thành sông, sông thẳng luôn đền vua đó. Ông két bay đi là hai cái giò ống gà đi là thành cái sông tới Hà Tiên luôn. Thành sông lớn sau đền vua, có cái sông các nước vô 18 nước sau vô đó. Cái này sông rồi đó. Giữa đồng bổng lại có sông, bổng là cái sông này không ai đào, không ai múc mà tự có. Ông két bay lên nó mới có. Bỗng là tự nhiên đó, không ai đào chứ, không sắn múc gì mà có, thiên kiết nào bay lên mới có. Hai cái chân ổng rà tới đâu thành sông rồi đó. Vậy Hà Tiên luôn, thành có cái sông lớn chạy vô đền vua mình sao các nước nó vô buôn bán rồi nhờ cái sông nó vô đền vua. Dạ, thưa ông Sáu thì người ta nói chiến tranh ở nước ngoài không à, Việt Nam mình không có đâu mà lên nói tào lao này kia, có ông Sáu? Bây giờ nào cá không? Tôi dám ra cá cái đầu nè, qua năm mà biết. Qua năm Thìn đây rồi biết có hay không rồi biết. Tôi dám cá cái đậu nè. Hết năm Thìn rồi biết thân hả? Có không hết năm Thìn biết. Cái câu nào chứng minh... Cái này ông Phật nói bắt Nam chờ đợi cuối Thìn. Thì qua năm đây là bệnh dịch Đức Thầy Dìa. Rồi tới Đức Thầy Dìa là ông Nam chèo nổi dậy rồi sấm nổ là cái các nước vô 18 nước vô nó giành đền vua rồi biết thân có hay không biết. Nó dành khi nào mà nó đánh có máu thấm vào cái năm nước qua liền, năm nước chật đàn qua lộ dân giáo máu tràn là nước kế bên là nguyên nó qua trước nè. Thái Lan, Myanmar rồi các nước gần Trung Quốc là nó nhào vô. Năm chữa nước nó đánh mình. Nó đánh có máu thấm vào, ông két bay lên. Rồi tới bơm đạn các nước vô rồi 18 nước đánh dành nữa là nước cấm nó dở, nó tức nó nổ bung ra có đền đài cung điện dần nữa. 18 nước nó dành chết nó thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Là không có tu vô căn, đám này là không có tu hành, là tiêu mạng hết. Vô căn Phật trời là không có tôn giáo đó. Không có tin tưởng là tiêu diệt hết. Đừng có nói không có. Hết ra năm Thìn rồi biết thôi. Qua năm có hay không. Phật nói cho mình nói sao? Nếu mà cái Thìn không có, đợi 61 năm nữa hen. Làm gì có, mà cái Thìn này phải có thôi. Thế giờ thầy nói nè. Âu Á lung tum nhuộm mới đào. Bây giờ bên Âu Châu nó quánh banh rành, nó mệnh nó quánh trước rồi đó. Mà bên đã nói êm là tới Á đó, không có chạy đường trời nào khỏi chứ. Trung Quốc nó quất Đài Loan, thằng mà Bắc Triều Tiên nó quất Nam Triều Tiên là banh luôn, tới cho màn luôn, màn ba quánh tại châu Á luôn. Không còn cái gì. Hết hai còn một chủ nghĩa thôi. Trường đó là còn có một chủ nghĩa tự bi thôi, chứ hai chủ nghĩa này đánh banh hết á. Rồi đánh nhau màn ba thì nó banh hai thằng chết trơn à. Bên tám lượng, bên nửa cân, hai bên đánh, hai bên tăng, banh chành chết láng hết, không bên nào còn hết. Còn một chủ nghĩa hết hai, còn một mới ra Thái Bình, còn chủ nghĩa Đức Phật ra đời, chủ nghĩa từ bi, ai không theo từ bi tu rồi chết sạch, không còn ông nào hết trơn. Ông Phật cũng mới cứu. Không theo Phật thì mày xuống đất, rồi xuống Diêm Vương, chầu Diêm Chúa. Thế giới sao còn một chủ nghĩa từ bi thôi, không còn chủ nghĩa Hồi giáo gì nữa hết trơn. Chỉ còn một chủ nghĩa Đức Phật thôi, của từ bi của Đức Phật ra đời. Thâu hết 18 nước theo Phật hết tu hết. Thế giới này còn một cha thôi. Vũ nhau cất một đình, rước cho cha ở tụi mình ăn chung. Sao là theo một Phật một rồi. Không còn tu nghĩa nào nữa chứ. Dạ, ông Sáu. Thì bây giờ người ta lo làm ăn không à, đỡ tới núi nổ ta tu luôn được không Sáu? Không kịp. Chừng đó là có công đức gì mà sống. Bây giờ là làm ăn mà không tu cũng như mình đi buôn mà không có đi buôn, không có chuẩn bị tiền bạc để chợ, có đồng tàu đồng bạc là ra chợ mua đồ. Bây giờ mình ăn tương nè, cúng lại nè, giữ giới nè, mình cúng lại sớm chiều mình mới có công đức. Mình giúp đỡ người nghèo bố thí là mới có cái công, có đức, của bố thí là có cái phước. Mà công đức là phải sám hối cúng lại niệm Phật mới có công đức. Đức do mình tạo, từ bi, phóng sanh, thả cá mới có đức. Còn ăn tương là mình mới có đức, còn mình bố thí đó là gọi là phước. Mình nên cho tiền là cái phước, giao kiếp sang, giàu sang thôi. Mình có đức là mình ăn tương, phóng sanh, thả cá rồi mới có đức. Từ bi xả mới thành Phật. Bốn đức đó đó. Mới thành Phật. Đó thì người ta nói tu cũng chết mà không tu cũng chết, để chết mẹ tu chi nữa. Chết người tu nó khác, người chết nó không tu khác, như người không tu á như cái bóng đèn bể dục luôn. Không có là ấy, hoặc là tiêu diệt luôn. Còn cái người tu á cũng như mình thay bóng á, bể này thay bóng khác cháy rồi sáng sáng hơn. Chuẩn bị tiền bạc là mình chuẩn bị công đức đó, cúng lại là có vốn rồi.
mình bể bóng này thay bóng khác ngon hơn, đẹp hơn, sáng hơn nữa. Cái nhà nào hư cất cái nhà khác còn ngon hơn nữa. Mình có vốn mình chuẩn bị. Còn không tu, không cúng lại, không sám hối, không làm phước, không tạo nghiệp. Nhưng cái nghiệp xong mình sát sanh hại mạng, ăn không bị cái nghiệp sau nó đè mình chết luôn. Không có còn cái chút phước nào. Nghiệp mình sát sanh nhiều là mất hết phước, mình bị nghiệp đè luôn. Bệnh dịch này cũng do là nghiệp nó, cũng con vi trùng đó là những con nghiệp nó đầu thai vi trùng nó giết mình đó. Nó làm ung thư, nó làm bệnh tật cho mình chết luôn, nó hành hạ mình là tại mình ăn thịt nó. Bây giờ nó quá ăn vi trùng, nó ăn nó đút phổi trước tim mình chết luôn. Phải rồi trả quả nhân nào quả nấy, còn mình ăn cơm không giết con vật nào, không thiếu nợ con vi trùng, con vật nào thì không có vi trùng nào đau mình. Tôi tu đó giờ nhỏ lớn 15 năm tuổi, giờ tới giờ tôi có nằm bệnh viện đâu, tôi không sát sanh. Tôi không tạo con vật nào chết ăn, thành ra không vi trùng nào hại tôi được. Mình niệm Phật bình thản cúng lại rồi không thiếu nợ con vật rồi. Như thế gian mình thiếu nợ tiền phải trả tiền, thiếu nợ máu phải trả máu, thiếu nợ mạng phải trả mạng. Cái luật nhân quả của Phật thiết ra, dầu ông trời cũng nằm trong cái luật nhân quả đó, nó không chạy đâu khỏi. Tu là phải chịu nằm trong luật nhân quả, ai thiếu nợ trả. Mình không thiếu là không dai là không trả, mình không sát sanh con vật nào là mình không trả. Không bệnh gì chứ, không con vật nào đòi mình được. Không thiếu nợ ai bình thản, như mình đi nước ngoài mà thiếu nợ nhà nước rồi cho mình đi không? Trả hết nợ mới đi được. Thì biết là khi sắm tạng trình, ông nói 500 năm về trước, ông tạng trình là người Việt Nam, ông đời phò Lê Chúa, ngàn trăm mười thế kỷ 15. Ông ra đời ngàn trăm 15, ông mất thế kỷ 14 cũng có ông rồi. Mà ông biết chi sắm tạng này biết, giờ ông nói cái gì có hết trơn, không có ở đây nhà mèo kêu, biết hết mè năm mèo để thịnh rồi biết. Trung ương rồng lộn, ê hề thấy phôi chừng qua năm thịnh đây rồi biết thật. Dựng qua trung ương này là Việt Nam nè, đất cõi trung ương nhằm cõi Việt Nam của trung ương dựng đó đồng lộn e hệ đây có trạng trình truyền sắm mấy lời ngày nay nhưng chúng vậy thì gắn chi ông biết khi sắm trạng trình á 500 năm trước ông nói rồi chứ không phải mới nói đây đâu. Hồi qua năm thì biết thân phồn qua đô hội lưu gian quyết dư đẳng dọc ngang cấp ma ha, chừng đó có không biết thân, ai tin không tin tùy ý. Với ông trạng ông nói 500 năm rồi chứ không phải mới nói đây đâu, ai muốn đọc sắm trạng trình á biết. Mẹo đã hết là nói năm nay nè, rồng ba dơ dẫn là nói đệ nhị thế chiến rồi tới đệ tam thế chiến nè, cũng năm mèo nữa. Mà tới hết mẹo này rồi tới thịnh rồi biết thân, ăn Tết rồi đây rồi biết thân. Có không chừng đó biết, chừng nó không tu ra cho hết, đừng có nói gì hết. Chừng nó lị tuôn dầm về, không có nói gì hết. Dạ thưa ông Sáu, thì theo thời buổi này mình nên làm gì để về sau ông Sáu? Thời này mình biết khổ như vậy là mình phải quy tam bảo, cúng lại sớm chiều ăn tương tháng để giữ giới luật theo nhà Phật. Theo bên tam bảo thì tam quy ngũ giới là bên đạo Phật, còn bên đạo thầy mình là tám điều đang cấm. Đó, thầy rút là cái thời này tám điều đang cấm vô điều thứ nhất thôi. Điều thứ nhất chẳng nên uống rượu cờ bạc, ấp huyện chơi bời theo đàn điếm diễn tròn luân lý tam cần, nó gom ở trong có ngũ giới của nhà Phật tam quy luôn. Đạo nhân đạo là tam ca ngũ thần, quân thần phụ tử phu thê, nhân nghĩa lễ tính là đạo làm người. Nhân là không tham, nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau, trí là không rượu, tính là tình không có xảo. Đó nằm lọt trong cái mà tam ca là nó là bên nhà Phật ngũ giới đó. Sát sanh đạo tặc là dâm vọng ngữ dạm tủ là năm giới đầu của nhà Phật đó. Người xuất gia, người tại gia đều có năm giới đó quan trọng. Còn các giới kia là cấm cất tiền bạc, cấm ăn phi thời, cấm ăn phi thời là ăn cơm ngày một bữa đó. Cấm cất tiền bạc, cấm sức dầu thơm, rồi cấm ca hát rồi đó. Cái đó là bờ sa di. Mà tôi thấy ông sư gì? Năm giới, mười giới giữ không còn được, nó 350 giới. 250 giới, 150 giới. Hỏi bây giờ không cất tiền bạc, còn mấy ông có tiền bạc cất không? Gửi bạc tỷ ngân hàng chứ không nói không tiền. Rồi ăn cơm phi thời có ăn cơm chiều không? Nội nhiêu đó phạm rồi, đừng nói cần nhiều. Mười giới xa di là dính rồi, còn đừng nói mà nói 100 giới, 150 giới, 250 giới chứ cho mất công rồi. Ăn cơm chiều là phạm giới, cất tiền bạc là phạm giới đó. Đúng giờ, đúng ngọ phải khất thực đi khất bát chứ không được nấu cơm ăn nữa. Hồi xưa bên Phật vậy đó. Vừa qua giờ cất chùa rồi nấu cơm ăn là vi phạm giới luật không? Rồi tới tiền bạc giờ gửi ngân hàng bạc tỷ không, cất chùa đúc Phật lớn không, nói vậy đúng không? Nó bây giờ đâu còn đúng, chúng kinh lực nó nói, nó kinh lực cho nhiều chứ làm có chúng không? Phật là từ bỏ đền vàng địa ngọc, cung điện vợ đẹp, con cưng ra đi trong mình, quần áo cho hết, chỉ mặc cái bộ đồ thôi, đúng giờ khất thực ngồi gốc cây á, chứ không có nấu cơm ăn nữa.
Còn bây giờ mình tu đúng theo Đức Phật không? Tu giờ đi tụng kinh lấy tiền, tụng ai gửi đám ma đồ tụng kinh lấy tiền ta, tụng đi năm cái mấy trăm ngàn tụng chưa ra ướt cái áo lấy mấy trăm ngàn bạc triệu, ông sư ấy nó bạc vô ông tán mấy trăm chục triệu không? Tu tụng kinh làm tiền ta không? Gạt thì ta chứ tu gì? Lấy tiền rồi lấy kinh lưng tụng mướn lấy tiền để sống chứ tu gì? Tu Phật ngày xưa có tụng kinh mướn không? Phật có gõ mỏ tụng kinh lấy tiền ai không? Bây giờ đạo đi gõ mỏ tụng kinh lấy tiền đúng không? Phật biểu mình diệt tham ái ố sĩ nộ ai lục cụ hoài bỏ 13 thập ba ma giết bằng cái kiếm giết trong ngồi vô sự thành thơi thành Phật. À ông Sáu, không có gì chứ. Thầy mình cho biết là khắp thế giới dĩ là cái đuôi năm rồng là cuối năm thìn, xà đầu là cái bước qua năm rắn, đầu năm rắn khởi chiến tranh, can qua xứ xứ động đau binh là thế giới nó đánh tùm lum hết trơn bùng nổ luôn. Can qua xứ xứ động đau binh, Mã Đề, Dương Cước, Anh Hùng Cận. Mã là năm ngọ, Mã Đề là đầu, Dương Cước là kéo qua năm dê, Anh Hùng là nước nào xưng Anh Hùng là nước đó bị tận diệt đó, Anh Hùng là tận. Mà tức là thầy nói là chừng gặp tổ mùi bá tánh tôi biết thân là tháng 7 mùa hè năm dê đó, tức là tháng 7 mùa hè là cuối tháng đầu tháng 7 hết là mùa hè, tức là bá tánh sẽ gặp khi sấm nổ ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ rồi đó, thập bát quốc chư hầu giành xé, chừng đó 18 nước nó vô nó giành cái là chiếu manh á, chứ Việt Nam mình như một chiếu manh, thập bát quốc chư hầu giành xé. Chừng đó là nó vô nó giành 18 nước, nó giành với chiếu manh của Việt Nam. Mà cái đền vua nổ ra đền bằng vàng, cái cờ Bủ Châu nó sáng cả thế giới, nó vô nó giành cái đền vua bằng vàng của mình Việt Nam đó. Lần nào cũng giành của mình, lần nào giành của mình đó. Mà giành đánh nhau thay phơi Thất Sơn đường trống chiến trường gớm ghê. Chừng đó cái đồng Thất Sơn là cái đồng trống chiến trường gớm ghê, không có thế nào. Thầy nói chừng đó là máu ngập mắt cá luôn, máu chảy thành sông, thành chất thành núi luôn. Chừng nó chết dưới tận lắm tại cái đồng Thất Sơn. Nó giành khủng khiếp 18 nước mà, 18 nước mà nó đem binh đội máy bay tàu chiến xe tăng vô mà nó giành nhau, mà thằng nào cũng giành cái đền này của tao chứ. Mà cái đền này là đền của vua Minh Hoàng của Việt Nam. Chừng đó là ông vua Việt Nam mình thầy ra thâu ngũ hành cho các nước nó làm gì được, súng không nổ. Thầy thâu ngũ hành rồi bắn không có nổ dưới đất, không liền cũng bắn cu li chơi, súng rớt bịch bịch cho không bắn được, không nổ. Bắn không nổ, rồi máy bay không bay, xe tăng không chạy, rồi thầy hỏi bây giờ mày không đầu hàng, thâu không khí luôn, ngũ hành luôn, không cho mày thở luôn, mày đầu không? Hùng mới nói chơi chứ ban hồng phục, đừng nói thầy gì thâu hết ngũ hành, không nước làm gì được, thâu chơi. Hùng mới nói chơi mà chứ ban hồng phục, nó chơi nó đầu hàng rồi, hỏi đánh, vậy. Dạ. Không nhận binh đội. Dạ. Thưa ông Sáu thì chỗ khác là sao chứ? Đó là... Dạ, yeah. Sáu bây giờ người ta nói là cái thời kỳ này là thời kỳ cứu vớt rồi chứ không phải thời kỳ tận diệt nữa đúng không sao? Thầy cứu vớt là người nào? Thầy đó là Ngọc Hoàng. Cái bày thầy Ngọc Hoàng cái thời này tận diệt con người quá hung ác. Nếu mà đó chiến tranh mà nó giành nó hung quá ác quá thì Ngọc Hoàng đã cho nó đánh nhau nó xóa bớt cái người hung dữ. Sao là cứu những người biết tu á? Quay đầu hướng thiện bần tăng dắt giùm. Nếu ai mà quầy đầu hướng thiện quy y Phật pháp á, từ bi thì Phật mới cứu được. Còn ông nào chiến tranh súng đạn là chết theo nghiệp súng đạn hết. Độ súng đạn là nghiệp súng sát sanh là chết theo nghiệp đó hết. Con ma ma dắt con Phật, Phật dắt con quỷ, quỷ diều, ai con ai nó dắt. Không quy Phật là kỳ này là toi mạng thành bùng thành đất, làm cây làm cỏ luôn, chứ không có còn cái gì nữa. Tiêu diệt luôn. Phật chọn con hiền. Người tu á thầy là rước tâu lương đấng, chào người chân tu. Lương lắm là tôi hiền, có công đất nước, là rước xa chân thù tờ, Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã, rước thì trần gian, khi sang phỉ tình là người đó được rước gì. Ở đâu ra khắp năm châu thế giới gì, ông dân thù cũng chèo thiền, ông phép cũng quan rước gì hết, gom lại. Còn người không tu là sạch bách, không có nước nào mà còn hết. Dạ, thưa ông Sáu, thì chỗ khác thầy mình cho biết là trung ương rồng rộng, ê hài thay phơi, làm sao mà thay mà để phơi ông Sáu? Tức là nó chết quá nằm đầy đồng chứ không ai trông nữa, phơi nắng chứ không ai mà trông ai đó. Trung ương là nói nhằm cõi Việt Nam, thầy nói trung ương nhằm đất Việt Nam. Mà chừng sấm nổ rồi là 7 ngày đêm không có mặt trời mặt trăng, 18 nước vô nó dành cái đền vương hộ phố phủ lư nằm trên học phướng ở trên dây cờ đi dựng lên nó sáng ánh mặt trời một cái đền vàng chói lọi lên, thành ra các nước vô nước nào cũng dành của tao chứ, đánh nhau là thay phơi đầy đồng chứ không ai trông ai nổi chứ. Dùng nó máu đi ngập bắt cá, thầy nói
qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, độ nhật độ nguyệt độ phong, đổi mà nhật luôn, đổi nguyệt là đổi mặt trăng luôn, độ nhật độ nguyệt độ phong, đổi nó tháng đổi trong ngày giờ, đổi trang rồi đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ năm bang, chừng nó thanh long nó gót cổ tài thòng rồi lấy nước phun người ở quân. Thanh là gì? Thanh long là con rồng, mà huỳnh kỳ thanh long là cái cờ đó là vàng mà có con rồng xanh, phun người ở quân. Chuyển lưng thánh nhân ra đời thống trị thế giới luôn. Có ông vua 12 tuổi à, mà tài khoét thánh nhân ra đời. Dạ. Tại sao đến lúc đó là 7 ngày đêm bật lối trời trăng không sao? Chừng đó là Ngọc Hoàng là thay đổi luôn. Mặt trời giống qua cái thay đổi luôn. Không có mặt trời mà không có mặt trăng, không có. Chừng đó khùng đoán biết âm dương kết lũ. Thầy ra đó, âm là gì? Âm là mặt trăng, dương là mặt trời. Âm dương kết lỗi là nó tận diệt cái đời, cõi đời này rồi. Không có gì còn hết trơn. Âm dương, mặt trời, mặt trăng cũng biến luôn nữa. Chừng khùng đoán biết âm dương kết liễu là bật lối trời trăng là không có mặt trời. Chừng đó là quả đất này tiêu luôn. Không còn cái gì nữa hết trơn. 7 ngày đêm mà không có mặt trời, không trăng. Còn dưới đó, yêu tinh trần hiện đến bắt ăn cái ác. Khổng tu là bà tấu nhưng mà mình nằm mà không biết gì trơn. Hùm tha xấu bắt trẻ già thân ơi. Mà người có tu thì có cái trên trán có cái hào quang chiếu lên. Rồi cái các chư thần ta gom lại, gom về trong 4 thẻ mới sống được. Còn ngoài là 4 thẻ là chết hết. Không ai rời còn. Trong 4 thẻ mới sống, vô 4 thẻ mới còn. Còn bây giờ mình mua nhà, mua cửa, mình cắt ở gần núi với gần 4 thẻ được không sao? Chưa được, bây giờ chưa sống nổ. Chư thần bây giờ ở trên gần núi nữa, đá nổi văng hết trơn hả? Ở trên núi nó văng hết trơn, không còn cục đá nào văng. Hỏi cái đền đài nhà cửa ở trên, ở trên núi sao văng mất hết, không còn đá khấu mà còn gây mất người ta còn không, văng tung núi hết, không còn cái gì còn, dỡ bể núi ra hết, san bằng hết núi non hết. Chỉ người tu dần qua cái đó trận rồi rồi mới thầy Đức Ngọc Hoàng mở cửa cho mình ra 4 thẻ đó. Chừng nó 4 thẻ mở cửa mình mới vô chầu vua Minh Hoàng. Có ông vua ở trong cái núi đó, kêu ông vua Minh Hoàng ngự Cát Lân, mà được giữa bể Cát Lân được chầu Minh Chúa là người nào phải tu theo đạo Phật, tu theo đạo Phật giữ giới tinh nghiêm là sống còn được. Giữa kề bể Ngọc Cát Lân coi chư quốc tinh dành châu báu là người phải tu theo đạo Phật, chánh gốc cái đạo Phật mới được. Đạo của Phật á, người tu phải biết chánh đạo á, bác chánh đạo á mới được. Cái đạo chánh nó phải có bác chánh đạo, chứ là phải có chánh đạo của Phật Tổ Thích Ca nó mới được chánh đạo. Còn các tôn giáo nào không có chánh đạo là không có còn, tiêu diệt hết. Chỉ còn có bắt chánh đạo mà thôi. Yeah. Đạo gốc á. Vậy là sau khi mà núi nổ là những người trên núi là chết trước nha. Ở núi chết trước, văng không còn một cục đá nữa. Bây giờ nói thế giới bi ai là chiến tranh nổ bùng ở châu Âu, 5-7 nước đánh xài quậy với bản nó. Bây giờ chết hàng vạn bản nó, mà thế giới cũng biểu ngưng, nó cũng không ngưng. Còn thằng Israel gì nó đánh với Nga, bây giờ Nga nói đánh 7 bữa là lấy à. Nó đánh hôm nay, năm ngoái nay 1 năm rồi nó làm được gì không? Một ngày nó bắn mấy ngàn quả tên lửa, Nga nó bắn qua Israel, em bắn lại người NATO nó viện trợ Mỹ rồi tiếp viện nó. Viện trợ vũ khí nó bắn một ngày mấy ngàn quả, giờ dân chết không biết bao nhiêu. Thầy nói thế giới bị ai rồi, đánh nhau tầm 7 bá bèo người khác đâu đâu tan nát là nó đến ngày nó phải đánh thôi không à. Binh lương cụ túc quyết tranh giành nhiều lợi xé sau nhau là các nước là binh đậu và lương thực là chịu đánh nhau làm cho dân trăm họ xá xào rã rời phụ tử máu đào nhậm tương. Mà hỏi thầy nói hết Trung Đông nha, nó đánh rồi nó êm lại nó lắng dịu là Âu rồi tới Á không chạy khỏi đâu, lung tung nhuộm máu đào chứ không chạy khỏi, lung tung nhuộm máu đào tới Á Châu mình là cái biển đông sâu luôn, đánh ngoài biển sâu luôn, bể biển luôn, sùng sục luôn. Đừng nói là thay châu đầy lấp Thái Bình Dương đó. Biển mà Thái Bình mà là châu đầy lấp Bình Dương, thay giáp lấp Bình Dương biển lớn, máu châu đầy khắp nước cùng nơi. Chừng đó là không còn cái gì hết trơn, banh thành thành phố xuống thành biển hả? Chừng nó ghê gớm lắm. Nếu mình không tu mà này không tu Phật trời gom lại che chở mình, không còn cái cành cây ngọn cỏ, không còn lá đeo. Thanh thủy nó cành cây mà ngọn cỏ không còn lá đeo, lũ đùi lằn đuổi theo với thúi bay đầy đùi rồi kêu gian, không có chôn nữa. Chừng nó không có chôn nữa, chừng chết đầy đường nữa, chừng máu chảy thành sông thay chất thành núi luôn. Dạ. Về chỗ khác thầy cho biết là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn đó không sao?
là nói ra năm mèo tháng họ tháng mèo tháng hai mà nó chưa buồn, mà năm nay ba bốn con mèo rồi tới năm nhuận, rồi tới tháng hợi là tháng 10 đó, mà hết tháng 10 rồi và còn hai tháng nhỏ nữa mà hết con mèo này qua năm thìn rồi biết thân. Rồng rồng thầy đó trung ương rồng lộn, trung ương là nói là quá địa cầu mà trung ương rồng lộn ê hề thấy phới chẳng trình truyền sắm mấy lời ngày nay chúng đi thời gắn chi. Còn mèo kêu ghét tới sầu bi, tới gà dời ổ, gà tới năm dẫu tới đó. Vậy thầy bình an. Nó kéo qua thình tị ngọ mùi thảm họa sầu không tả. Chừng nó qua thình tị thì biết thân. Sầu không tả. Không có thể làm lã nổi. Nam Việt lân dân. Kiến thái bình. Chừng đó thầy là mình ngon lành. Thầy thầy cố chiến tranh. Dạ. Sao mà lúc này thầy mình không về cứu tín đồ mà đỡ chiến tranh chết thầy mới về không sao? Thầy nói với tín đồ khi mà chết chung không kịp là bệnh dịch nó phát lên là chết chung không kịp thầy về cứu tín đồ, là thầy về đi thì muốn đó muốn về dân nhau. Phật khi nào mà không ai làm được bác sĩ bó tay đức thầy mới ra mặt mới có giá trị, chứ ông Phật không phải mà bình yên mà ông xuất hiện đâu. Phật thầy Tây An cũng năm đó ngàn trăm năm mẹo năm 1849 á, Đức Phật ra đời cũng năm dịch tả chết không kịp, Đức Phật thầy mới ra đời cứu. Còn thầy tới đây là bệnh dịch là chết không kịp thầy cũng ra đời nữa. Ra đời cứu rồi 7 ngày. Thầy vắng mặt là ông Năm Chèo nổi dậy đó, một tiếng sấm đất nổi lên là mà là ông Năm Chèo nổi dậy là sụp một cù lao. Là ông nổi lên ông ngáp một cái 500, ngáp một cái 500 chừng nói là tối trăm bật lối trời trăng, 7 ngày đêm bật lối trời trăng, yêu tinh trần hiện bắt ăn có ác. Còn ông cọp được trên núi nó xuống rồi hùm beo tay tượng là hùm beo tay tượng rồi mảng xà rít to để nó xuống nó tha con ngậu nấy bằng cái ghe lường đó. Nó dài mấy cả trăm thước rồi. Bò nó gấp một cái rồi nó nuốt cho mà ghê hồn 7 ngày đêm không thấy mặt trời mặt trăng. Rồi đại đưa lấy mít sáu ơi đợi chút. Cái năm nay là trong sấm trận trình nói đó là theo quả định ra địa cầu á thành trụ ngoại không. Mà để nhất thế chiến là năm 1918. 13 đến 1918 là kết thúc. Rồi đệ nhị thế chiến 1939 khởi đầu năm mẹo nữa. Đến 1945 là năm đệ nhị thế chiến hai trái bom nguyên tử Nhật bỏ đồng minh đó, là kết thúc đệ nhị thế chiến. Rồi đệ tam thế chiến á, hỏi thầy với còn đệ tam thế chiến không? Thầy là đại tam thế chiến nó khủng khiếp gấp trăm lần cái đệ nhị thế chiến đó. Là hồi đó bom nó nhỏ xíu à, nó mới chế à, còn bây giờ cái trái bom nguyên tử khinh khí nó 1000 lần cái chất nổ công phá gấp 1000 lần cái đời khoa học ngày nay nó chế hơn 1000 lần nữa. Mà đại tam thế chiến là nó khởi đầu năm mèo là năm nay nè, mà nó khởi đây là hết cái cuối đời của Hạ Quân Hạ, là năm nay cũng là chấm dứt cái Hạ Quân Hạ của Hạ Quân nữa. Qua năm bắt đầu thầy là mèo đã hết rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu là nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáo sào rỡ rồi phụ tử máu đào nhuộm tuôn, là chừng đó Liên Hợp Quốc là chi ông cha cả thế giới cũng không nói cái đời ai nghe nữa, rãi rồi phụ tử không nước nào mà nghe lời nữa. Chiến tranh giành giật xóm làng còn chi là đánh nhau tầm bậy bá bèo người khác đâu đâu tan nát, cũng như ở bên vệ Hamas và vệ Syria đó, hỏi bắt người ta chỉ có 70 người bắt 70 người kêu thả không thả, nó đem binh đậu nó dội bom 1000, 2000 quả cả tấn bơm mà một trái đó mà nó bỏ 2000 quả cái thành phố xây đi còn không giải dây ra còn không bắt mấy chục người nhắm gì mà nó dội bơm vào thành phố dân chết thì nói ngàn không bị thương chết biết bao nhiêu không tạo chi hỏi chiến tranh giật sớm làng còn chi đánh nhau bầm bậy bá bèo người thác đâu đâu tan nát rồi quả cầu yên sao được, như ở mà Thổ Kỳ trong vòng 2 phút thôi động đất sụp cái là 50000 cái một thành phố chết hết trơn 50000 người. Rồi Libya là bể đập một cái là 20000 người chết, mấy trăm ngàn người mất nhà cửa. Rồi mới đây nè, Phi Lực Tân về động đất, rồi Trung Quốc động đất, này về tùm lum hết trơn. Quả cầu đã đến ngày nó quả diệt rồi. Thầy nói nó đến thời kỳ Hạ Quân Hạ rồi, Đức Phật Thích Ca ra đời tới giờ 2500, 600 năm rồi, còn ngày nữa. Về rồi lập đợi Thượng Quân là sao cái quả cầu này xóa hết, banh chành hết. Cùng dâu quá thành bãi biển quá cùng dâu, biến di là thay đổi, biến di là cái địa hình thay trái đất để thay đổi. Quá thành bãi biển, biển quá thành cùng dâu, sau lập đời mới khi Đức Phật ra đời gì lập lại là cái đời Thượng Quân Thánh Đức, dùng phép màu lập cái đời Thánh đời Thượng Quân Thánh Đức. Đất bằng vàng, thảo ngọc bằng châu, con người ai cũng sống lâu yên vui, chẳng có khổ sầu, chứ con người sống muôn tuổi, lạc nhàn.
là con người đất bằng vàng đó, con người sống muôn tuổi ngon không. Còn giờ mình ráng tu đi, giờ muốn sống cái đời thượng cổ đó, bây giờ mình phải quy tam bảo, là căn bản phải quy tam bảo Phật pháp tăng và giữ năm điều giới lực, sớm chiều cúng lại. Còn bên Phật giáo Hòa Hảo thì tám điều răn cấm của thầy dạy. Điều thứ nhất, chẳng nên uống rượu cờ bạc, đắp phiện treo bời, theo đàn điếm chỉ tròn luôn biết tam căn ngũ thường. Còn điều thứ nhì là mình phải cần kiệm làm ăn. Vào thế giới hòa bình rồi đó là vào thầy Phật Đức, đó là một cái người đại trung đại hiếu. Thì nói với đệ nghe đó, tại vì mình đã có nói rồi, mình đã mang một cái sứ mệnh là con cả, dạy con cả nào đâu thăng cặc cực đó, thì thầy đã có dạy. Thì sau này cái thời mạt pháp này á, thì phải cha mẹ mình sắp đặt và phải có một cái lực lượng để mà soi dịu cho mình, để mình khai ngộ ra được và mình mới tìm lại được. Hồi trên Bạch Ngọc Cung mình đã có hứa với cha mẹ là sau này là xuống đây tới cái màn mà mạt pháp thì ra tay để đồng hành và với cha mẹ mình để dìu dắt chất tất cả nhân loại chúng sanh là nơi về nơi nơi của cha mẹ mình là nơi Bạch Ngọc hết. Thì mình đã biết mình là một người sứ mệnh và mình đã biết rồi, như bây giờ tôi nói mình đã biết 12 tiền kiếp, đến một cái giai nào mình đóng diễn giai nào thì nó phải có cái đó, thì nó phải ra cái giai diễn hết. Thì những cái giai diễn đó thì trong giáo lý đó, thì năm 39 thầy có để trong đó hết tất cả những cái cơ đồ, những tất cả những cái danh hiệu của từng tên Tây Du Ký hoặc là Gia Cát Lượng, người những cái Du Kiệt, tất cả vân vân, những cái thầy diễn đó là sau này là một người đó diễn rất là nhiều giai đó là mới là hoàn hảo của quả địa cầu được. Thì bởi vì mình đã biết cái lúc mà mình nhận ra được là 22 là biết là cuốn giáo lý của thầy, thì mình về tôi luyện và tu học nơi chỗ trại Bỉ Thiện rồi mới tầm ra được đó là Minh Sư, đúng là thầy trở lại. Thì mình về tôi luyện xong rồi bắt đầu mình mới ra nhìn được đó là Thượng Đế tiếp. Thì từ Thượng Đế rồi xong hoàn hảo Thượng Đế mới cho mình đó là văn võ song toàn về gom ba tam giáo cho cha, đó là nhiệm vụ của con, là vua Thần Nông, là đó là lục tổ, là cũng cho biết mình một nhiệm vụ nữa. Nhưng mà nhiệm vụ này mình chỉ nói ngày hôm nay tại vì có cư sĩ trở lại cùng huynh ba mới nói cái này là sự thật. Và đồng bào trong ngoài nước của chúng ta đó, là tất cả những huynh đệ, những người mà đang phỉ báng và nói huynh ba là xưng này xưng kia thì lắng lặng lại một chút. Thì huynh ba hôm nay tại có rất là nhiều huynh đệ là về hiệp tâm với chúng ta, thì đến ngày hôm nay thì mình phải bộc lộ cho nó rõ một chút nữa, tại vì ai cũng đang trông chờ một cái một người để mà ra để mà giúp cho quả địa cầu, đó là để vào thầy Phật Đức. Thì ngày hôm nay thì có thêm được hai vị, đó là cư sĩ và danh giới, và thêm một vị nữa là đó là An Khang. Thì Thiên đó An. Là hả? Thiên An. Cái gì? Thiên An. Thiên An. Dạ. Thiên An thì nói chung là mình hiện giờ là cũng được như 7 rồi phải không? 2 4 6 7 rồi. Thì 7 vị đó là thuộc về đó là con số của Thượng Đế. Thì bây giờ mình bộc lộ ra một chút xíu nữa thì hình như là được, tại vì nó đã đủ quân rồi, bắt đầu mình phải đi sức quân. Mà nếu sức quân mà mình biết đường tập quân và mình làm theo cái sự tình thương mà mình đã hứa với cha mẹ mình nơi Bạch Ngọc đó, thì mình sẽ nói nhẹ nhẹ một chút nữa thì có thể được. Thì mình mang một cái sứ mệnh đó là vua Thần Nông và lục tổ, mà còn rất là nhiều nữa. Thì đến trong cái cuộc cuối này thì như lúc trước hổm dài trong cái list của Tâm Linh Núi Cấm mình nói là Di Lạc. Thì nói chung ra cái Di Lạc đó, thì cái tên Di Lạc nó gọi là để là dân lệnh cho cha mẹ mình là anh cả. Thì bây giờ cha mẹ mình là xuất hiện hai cha một mẹ, đó là Thượng Đế, là Di Lạc, là Phật Di Lạc. Thì chúng ta đó là Tiểu Di Lạc, tức là vào một cái thế đại động này chúng ta đều là Di Lạc hết, là thời Di Lạc. Thì bây giờ tất cả đều đã lạc rồi, thì phải có người anh cả là dẫn các huynh đệ lại để không còn lạc nữa, để vào cái thời là Di Lạc, là tức là Phật Di Lạc. Nhưng sau này chúng ta là Thượng Đế hoặc là Tiểu Thượng Đế, đó là hiệp nhất cùng cha mẹ mình. Chứ cái tên mà nói Di Lạc nhiều khi các chư vị và các huynh đệ và các những người là không hiểu về vấn đề Di Lạc như thế nào, rồi nói đó là sưng, nhưng mà không phải sưng đâu. Tại vì mang một cái sứ mệnh và nói được và làm được,
ăn thật, nói thật và làm thật. Và những cái công việc là bất cứ trên cái quả địa cầu này, những nghiệp chướng gì là có mặt là di lạc, là sẽ soi dịu được cho tất cả huynh đệ được hết. Đó là mang một cái sứ mệnh là từ Bạch Ngọc đến ngày hôm nay, lần lần mới khai ngộ và lần lần cái quyền cơ của cha mẹ mình ra như thế nào. Và mình nắm bắt được cái quyền cơ đó và mình mới làm được cái việc là dân lệnh là cha mẹ mình để phục hưng lại cho cái giống Hồng Lạc, rồi sau đó là phục hưng lại cho quả địa cầu. Và chúng ta là phải biết thương yêu nhau, và giống như là cha mẹ mình đã đưa xuống đây là mình đã hứa từ nơi Bạch Cung, thì đến ngày hôm nay mình phải làm tròn một cái sứ mệnh, đó là mấy một người con đại trung đại hiếu. Thì bây giờ cái vị này nói như thế tại vì chưa hiểu được là cái tình huynh đệ như thế nào, giống như một cái trong gia đình của chúng ta thôi. Hiện giờ đó, ví dụ cha mẹ mình sanh ra 2-3 anh em thì cũng còn phải cấu xé nhau, chứ đừng nói chi cả một cái quả địa cầu này. Mà nếu mà mình nghĩ lại một cái cách nữa đó, của càn khôn vũ trụ như thế này thì chúng ta là còn khó hơn nữa. Tại vì càn khôn vũ trụ, những hành tinh tỷ tỷ hành tinh 36 tầng trời đều có tất cả huynh đệ này mình hết. Nhưng mà xuống đây là cõi này cõi để tôi luyện, và đến ngày hết cái giờ tôi luyện cha mẹ mình đưa lực lượng ánh sáng để cho chúng ta là có một sự khai ngộ và trở về cùng cha mẹ mình. Thì đến ngày hôm nay có dâng một cái sứ mệnh rồi thì mình phải là thực hành theo một cái sứ mệnh của cha mẹ mình, chứ không bao giờ mình nghe những cái người bên ngoài nói à không cần, hoặc là những cái dân dân gì đó là đàm phán là cho là phỉ báng hoặc là nguyền rủa chữ mình là xưng này xưng kia, thì cái đó việc đó mình cũng không màng. Tại vì thầy đã màn cuối thầy đã để rồi là vào giáo lý, ai chữ mắng thì ta giả điếc, hoặc là ông nhồi quả cho người hành đạo. Những câu này tôi thường nói, và trong giáo lý ai cũng đều biết những việc này. Nhưng mình hành được việc này thì mình mới đồng hành cùng cha mẹ mình, mới cứu được quả địa cầu. Nó thì nó là như vậy. Thì tại sao mình có một cái tình thương như thế? Tại vì mình đã nhận được cái lực lượng ánh sáng tình thương của càn khôn vũ trụ, của Thượng Đế tối cao, là lồng vào lực lượng cây lúa thiên đàng. 500 năm khiêm nhường cho 900 năm. Giờ này mình có một cái quyền năng đi đến đâu, và mình có một cái lời khẩn cầu của Thượng Đế, cha trời mẹ đất Minh Sư Ruma là sẽ soi dịu cho các con được liền. Tại vì đó là cha mẹ mình toàn bộ là du di hết. Chúng ta thực hành ra để hữu di, để cho có cái hữu di, rồi chúng sanh trên quả địa cầu mới đều biết được là đến cái màn tận diệt có cha mẹ mình đã xuống để cứu vớt hết tất cả chúng con, chứ không bỏ ai. Và muôn loài vạn vật qua lá cỏ cây đều là được cứu hết. Đó là một cái người con đã hứa với cha mẹ đến ngày hôm nay phải xuất hiện ra. Nhưng mà cái người này xuất hiện ra giống như một người nông dân mà dốt nát và không biết chữ, và cái thao lược giáo lý cũng không biết. Nhưng mà được biết là đến chừng ngộ ra thì biết là cây lúa thiên đàng, là trong giáo lý thầy có để đó, là những cái này tôi thường nói rất nhiều nhiều với trong cái list của Tâm Linh Nước Cấm. Rồi dưới của đệ thì ít có nói, mới có một hai lần này thôi. Dưới của Thiên Khang đó thì ít. Rồi với vấn đề là Hùng Thiện Nguyện và mấy huynh đệ đã xa huynh một thời gian đó thì cũng có, nhưng mà ít. Thì bây giờ cha mẹ mình đưa xuống cái lực lượng này thì bây giờ no chiều và lễ đó mai dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Đó là chỉ là có cây lúa thiên đàng theo lúa ba về núi dành vài ngày sau nay ban phước xuống dân lành cho bất khổ. Thì cây lúa này lồng lực lượng vào 500 năm kim nhường cho 900 năm để cho một người con là thần nông để đi ban giải cho khắp đất nước Việt Nam. Rồi giờ này đó là nó đi khắp cả quả địa cầu, đang phủ khắp cả quả địa cầu, yêu cầu chúng ta đến đó và có một cái lời khẩn với cha mẹ mình là những nghiệp chướng gì, tai ương gì nó cũng phải hoàn thành hết. Tại vì giờ mình đã tầm ra được là từ bộ Tây Du Ký cho đến bộ Tam Quốc Chí. Đó, rồi bây giờ những cái danh những cái nhân vật mà có tên trong cái giáo lý hiện giờ thì mình cũng đang làm cái giai đó, là cũng đang gần hoàn hảo. Thì bây giờ cái giai cuối cùng này đó, thì cái trận đồ cuối cùng này là phải đi Dubai, thì mình phải đến đó để có mặt nơi đó thôi. Tại giống Hồng Lạc của chúng ta phải đến đó. Thì cha mẹ mình yêu cầu gọi cha gọi mẹ là bắt đầu cha mẹ mình soi dịu để cho có cái hữu di cho chúng sanh nhìn thấy. Đây là có hữu di, sau này có một cái lịch sử để nói lại là sau này là cái giống Hồng Lạc của chúng ta là cha mẹ mình là chính là thầy mình là Đức Quỳnh Giáo Chủ, trở lại là chính là Minh Sư, đó là sự thật. Rồi cha trời mẹ đất của mình chính là đó là Kiều Nguyên Tá và Thanh Hải, đó là sự thật. Thì bây giờ nó phải như thế đó, phải gây dựng lại và phải cho người ta biết là từ kinh điển cho đến thầy Phật Thích Ca đến Chúa Giêsu, bây giờ nó nằm khắp
cả cái thế giới này cũng đều biết tất cả những gì của chúng ta. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta bị lu mờ, mình nghĩ là bây giờ một người cha, một người thầy của mình như vậy mình mới chịu, chứ sự thật là chỉ có hai cha và một mẹ của chúng ta là bước ra bước vô là để là thế kỷ này thế kỷ nọ để nuôi các đàn con của chúng ta đến ngày hôm nay thôi. Nó thành ra bây giờ để nói là tại sao mà phải đi như thế, nhưng mà tại cái sứ mệnh của mình là phải dân lệnh của cha mẹ là không bỏ một con di thuẫn nào, không bỏ một cây quá lá cỏ cây nào, đó là cũng là con của cha mẹ mình, phải là biết thương yêu nhau và biết dìu dắt dẫn nhau vào con đường đạo đức để cùng nhau để tiến hóa lên một cái con đường là thiên đàng tại thế, là thời Phật Đức, thì chúng ta mới không còn khổ ải nữa. Đó là sau này mình vận hành được cả càn khôn. Đó là cha mẹ mình đến ngày giờ phải tôi luyện như thế, thành ra là nhiệm vụ mình phải làm. Rồi như những người không biết thì nói như thế thì thôi, mình cũng quan hỷ cho, rồi mình sẽ theo dõi và dòm theo đi. Những cái đội quân của chúng ta ngày hôm nay là đội quân của Thượng Đế sắp đặt, chứ không phải là cái đội quân tầm thường. Nhưng mà tại vì mình không hiểu và mình cho là tầm thường, cho sự thật đó, cha mẹ mình sắp hết, có lớp, có len, tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, duyên lành gọi được hùng điên chẳng qua kiếp trước thiện nhiên hữu phần, đời đời kiếp kiếp trên bạch ngọc chúng ta xuống đây, rồi đến ngày giờ cha mẹ mình khỏi đầu từng đứa, để ra là cái màn tận thế này, không để cho tận thế, để cứu hết tất cả muôn loài vạn vật qua lá cỏ cây và tất cả huynh đệ chúng ta về nơi bạch ngọc tới đây. Đó, thì tôi câu này tôi trả lời vậy, mình phải lấy tình thương, đó là một cái sứ mệnh của một cái người anh cả. Anh cả cùng đồng với giống như nhau, tất cả huynh đệ muôn loài vạn vật qua lá qua cây đều giống, chứ không phải riêng mình nên mình để xưng lên là ta là này, ta là nọ, rồi ta làm việc này, ta làm việc nọ, không phải. Mình lúc nào cái người sứ mệnh rồi lúc nào cũng tình thương và tình thương, như vậy mới hiệp nhất cùng cha mẹ mình. Cha mẹ mình không còn buồn. Và đó là chúng ta lần lần một người con hiếu tử là nguyên quả địa cầu, đều con hiếu tử. Rồi bắt đầu mình sẽ đạt được là cái gì? Là trở về trẻ mãi không già, giống như thầy nói, rồi bắt đầu mình sẽ vận hành càng khôn. Đó là gì đó huynh đệ. Cái câu này tại vì sao tôi trả lời nó rất dài vậy? Tại vì phải nói dài một chút xíu. Tại vì nó là phải vậy. Rồi đó vậy đó cư sĩ, còn cái vấn đề gì không huynh đệ? Còn câu nào nữa không? Dạ. Cái đệ đó, cái sự nhồi quả qua lại của chúng ta đó là rất là nhiều, chứ không phải một tiền kiếp. Nhưng mà cái tiền kiếp cuối cùng này đó thì nó rất là nguy hiểm. Mà trong cái nguy hiểm đó thì nó trong cái gũi nó có cái mai đó. Tại vì tôi nói đó là 20% ánh sáng là ngày xưa mình xuống. Sau lại kế đây cha mẹ mình mới đưa lực lượng 80% để cho các con để khai ngộ và đấu giàu. Thì như vậy ai cũng có một cái nhiệm vụ, nếu ai khai ngộ được và biết cha biết mẹ thì mình nhận được điển thì vẫn đây làm việc được hết. Ai cũng phải có điều có một cái lực lượng này đi ban giải cho chúng sanh trên quả địa cầu này được hết, rút muôn loài vạn vật qua lá co cây đồng hành cùng cha mẹ mình được hết, chứ phải riêng một mình anh huynh đó. Nhưng mà đặc biệt có một cái là cha mẹ mình giao một cái sứ mệnh, đó là lực lượng ánh sáng là của cây lúa thiên đàng này là chỉ một người một thôi, để phá những tất cả những cái trận đồ trên quả địa cầu. Kế đó là một cái phước báo của một người con hiếu tử này chỉ có một thôi, chứ không có người thứ hai. Là kế đây là những cái kho báo mà tôi đã diễn ở nơi Cần Thơ, hoặc là sau này á, diễn là về đến chừng đó Sơn Băng Kiệt Thủy đó, thì cái Sơn Băng này nó sẽ chảy ra, rồi đó là Lưu Ly Hộ Phách, là nơi chỗ Hy Mã của Minh Sư đã thường lên đó. Thì từ đó trở về tất cả những vùng Bắc Cực đó, thì sau này đó là 41 năm sau, tôi đã nói rồi, từ đây 41 năm sau đó là Hội Long Định, là đó là Lưu Ly Hộ Phách chính từng đài mây dành cho kẻ lòng luôn chánh trực, quân cùng thần nấu nước vui tươi đó. Thì giáo lý thầy có để đó, thì cái màn đó đó thì bắt đầu nó sẽ lên đó, mà phá được tất cả những cái trận đồ này rồi, là mang lực lượng này đó thì xong rồi, thì chỉ có một người con hiếu tử đó là Thần Nông mới được là một cái kho báu nơi Cần Thơ là 2 mét vuông, tôi đã có diễn thật đó. Thì bây giờ đó là nếu mà bây giờ mình là tập quân và mình đi làm tất cả những việc là cho hòa bình thế giới được, thì đó là mình nâng cấp lên được một cái phước báo cao nữa. Tất cả mọi người đều đồng hành mà nghe lời Thần Nông hiện giờ, mà đồng hành cùng vật chất và tinh thần, cả vật chất tinh thần lo đạo, thì đều hưởng cái phước chung giống như là Thần Nông thôi. Tại vì Thần Nông sau này cũng là giống như huynh đệ, nhưng bây giờ được quyền mang cái sứ mệnh. Tại vì tất cả bao nhiêu người không khai ngộ ra được ngay chân cái chỗ là lực lượng cái lúa mà để ban gãi, và cái lực lượng này như thế nào không ai biết,
chỉ có thần nông là biết đường làm và biết điền giải. Thì cái phước báo này là chỉ có thần nông, sau này những cái kho dưới mình đã nói đó, thì bây giờ hòa bình thế giới tất cả mọi người đều khai ngộ, thì tất cả chúng ta đều ai có đồng hành cùng vào là của thần nông mà đi ban giải tất cả vật chất hay tinh thần gì đó thì cũng tốt hết. Thì đồng hành cùng hai cha và một mẹ mình của sau này đó, thì đồng hành cùng cái nhóm mà từ chơi hòa bình trở lại thì được hưởng phước báo cùng đồng với nhau của hai cha và một mẹ và cùng thần nông là cùng chung, đó là cái phước báo hưởng chung. Nhưng mà cái phước báo này chỉ có thần nông là được quyền lấy nơi một 2 mét đó, sẽ đưa vào nơi một cái kho, rồi mình sẽ đưa vào miệng, mình sẽ nhai, nó có cái quyền năng đó, đưa vào kho là bắt đầu tất cả huynh đệ có phước báo, có hào quang, sau này cha mẹ mình nhìn ai được quyền năng có cái phước báo hào quang này sẽ vào đó đọc cùng một câu thần chú với cha mẹ mình, với tất cả huynh đệ của mình, đó là hai cha dòng bọc mẹ đó, là bắt đầu đọc thần chú xong là bắt đầu đóng cửa là 12 ngày đêm, nguyên cái kho mà nó bê lớn không cần biết, nhưng mà đó là nổi lên nguyên kho vàng, là như vậy đó, là chúng ta sẽ hưởng chung hết và người có làm cũng được hưởng, không làm cũng được hưởng, thì tất cả quả địa cầu đều hưởng được hết. Đó là trong cái thời kỳ đó là thiên đàng tại thế. Đó thì thiên đàng tại thế xong rồi đó là 41 năm sau là bắt đầu hội Long Đình là vận hành thần thông đó, là lúc đó là cha mẹ mình cùng một cái nhóm có phước báo này đi về đó, là hội Long Đình là hội đó rất lớn. Rồi về một tốp, còn một tốp lại vận hành về Hy Mã mà mình nói lưu ly hổ phách đó. Lúc đó mình tôi luyện ở nơi đây là mình hoàn hảo rồi. Con người mình bởi vì dành cho kẻ lòng luôn chính trực. Lúc đó đâu có còn người nào mà hung sùng và đâu còn người nào hung dữ đâu. Tất cả chúng ta đều một tâm về với cha mẹ mình. Cái số này ở lại thì vận hành về Hy Mã. Rồi vận hành về Hy Mã bắt đầu đó là con người mình mới ra cái điểm quang đó là mới... là sanh ở điển quang. Thì cái phần này thôi để nói sau đi, thì tôi nói về những vấn đề là có người thứ hai không, thì đó là chỉ cái phước báo là để lo cho tất cả huynh đệ tới đây chỉ có một mà thôi, nhưng mà đồng với nhau chứ không có người thứ hai được. Tại vì nếu có người thứ hai thì kêu thêm cái tranh cạnh nữa. Bởi vì tại sao là cái cuộc nhồi quả rất là nhồi quả vậy, ngày hôm nay như thế này, ngày mai như thế kia, giống như là đi thỉnh kinh phải 81 nạn, nó là nó như vậy đó đại. Thì yeah, nói để cho đồng bào trong ngoài nước chúng ta là yên tâm, để có một cái sự đức tin và kế đây gắn đồng hành cùng thần nông là đi được, so được cái nghiệp chướng nơi Dubai, chứ mình không cần phân biệt. Để đó cho người ta, chứ mình cần gì. Nhưng cái đó là đó rất quan trọng cho một cái thời Phật Đức, mà cho cái thời chúng ta là không còn khổ đau và không còn cực khổ, và ở không mà hưởng thức của phước thừa của Phật là nơi chỗ đó đó đại. Và đồng bào trong ngoài nước hôm nay thì hai câu hỏi này tôi rất là thấy là mấy huynh đệ là rất là khai ngộ. Nếu mà không hỏi được câu này, nếu mà tôi bịa đặt ra tôi nói á, thì tức là ông muốn giả, ông muốn nói gì ông nói, nhưng mà hỏi thì mình trả lời thì nha. Hình như là nó có một cái là rất là hay, và người cái người nghe người ta cũng rất là dễ hiểu đó. Vì cũng cảm ơn tâm linh núi Cấm và cư sĩ Ganh Giới nha, những câu hỏi là đúng hợp ý của huynh ba đó, là giống như đã câu thông. Và những cái này mấy huynh đệ cũng do cha mẹ sắp chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi vậy đó, còn cái gì nhau? Mấy huynh đệ còn cái nghiệp chướng, không còn tâm ma, thì lúc đó cái tâm tình thương của mình lần lần nó từ tình thương nhỏ là lần lần mình hiểu lên cái tình thương đại đồng. Đó là nó như vậy, phải có một cái pháp, hoặc là không có thì những người vô minh sau này cũng vẫn đạt được hết. Nếu mình đi sớm trước thì mình đồng hành cùng cha mẹ mình đem cái lực lượng ánh sáng tình thương này sẽ đi ban rãi lần lần, một người, hai người, ba người, giống như tôi đã nói bây giờ mình tập quân như thế này nè. Rồi mình nói 108 vị anh hùng thương bạc là đi phá những cái trận đồ đó, là mình để đó rồi cũng mang cái lực lượng tình thương đến đó. Rồi bắt đầu mình soi dịu được cái tâm ma đó, thì từ soi dịu được rồi thì bắt đầu con người của nơi đó lần lần ta cũng giác ngộ và cũng hiền lương giống như mình, không có gây sự chiến tranh. Nó là như ngày hôm qua mình cũng có nói đó, cái lực lượng này nó rất hay, nhưng mà phải cần một cái hữu duy cho cái người đến đó và cho người thấy cái hữu duy đó, rồi bắt đầu du duy là cha mẹ mình làm hết. Tại vì tất cả những cái lực lượng ánh sáng điển quang này toàn bộ của Thượng Đế, của Minh Sư hết, chứ mình không có quyền năng gì. Nhưng các con tin ta và thực hành theo ta thì buông hết là sẽ có lại hết, là ngay cái chỗ đó là
tất cả những cái tình thương của chúng ta là phải có cái lực lượng đó, phải cần gặp minh sư là sớm thì tốt, rồi không thì nó trễ cũng được, mình có đức tin cũng được. Đó là nó vậy đó, đó là tình thương, là rất là tẩy hết cho mình tình thương, mình rất là tình thương, giống như Vinh Ba đó, có lần lần càng ngày tình thương. Lúc Vinh Ba mới gặp minh sư, cái tánh Vinh Ba cũng còn sân còn si lắm, cũng nhiều khi nói ra rồi cùng mình cũng có đột ngột hai ba câu giết lần lần, rồi giống như là cái cục sắt nguội, giống như cục đá cục sắt mà thôi, nhớ không? Lần lần giống như là mình nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, lần lần giống như ông Phật vậy thôi, thầy mình là Phật thôi, giống như minh sư mình bây giờ mở lên trang mạng cho ai cũng hỏi chữ mắng đó. Cái đó không phải việc của ta, nói vậy là xong. Thì mình cũng học theo được lần lần lực lượng là gì đó đấy. Dạ. Vậy thì theo Huynh Ba có nói là chúng ta cần buông, là buông những gì và mình sẽ cần giữ những gì và buông những gì. Thì đó là buông, tức là bây giờ mình buông lỏng ra tất cả những cái gút mắt người ta chữ mình, bắt đầu người ai chữ mắng người ta giả điếc, cái đó mình một cái buông. Rồi cái buông cái gì vật chất của cả nhân gian này như thế nào, ví dụ mình có làm mà không làm, mà có làm mà không làm, bữa nay có thì mình cũng không vui, mà bữa nay mình mất mình cũng không buồn. Tức là mình học được cái đó thì tức là cái tâm mình đó là giống như cái câu là thầy có nói, có thương nhau tức có ghét nhau, không? Mình bữa nay mình thương thì ngày mai mình có ghét, mà bữa nay có ghét ngày mai mình có thương, thì nó hai cái này nó cũng ná giống như nhau. Thì cái sự tình thương đó là nếu mình phá được cái này, mình hiểu được trong cái chỗ này thì tất cả là nhiều việc còn buông hết. Như cái buông này hôm qua Huynh cũng có kể rồi đó, ví dụ mà mình có làm được cái gì thì mình làm ngẫu nhiên, nó có ngẫu nhiên trúng mình cũng không mừng mà thất cũng không mừng, nhưng mà mình đừng có tích chữ. Đừng tích chữ cái tâm của mình. Hôm qua Huynh có nói là được 5 triệu, rồi bữa nay mình muốn cào thêm, mình kiếm thêm là một chỉ vàng là 5 triệu rưỡi, mình kiếm thêm 500 là mua là được 5 là được chỉ vàng, cái mình gói mình cất để đó, rồi ngày mai mình tiếp tục làm hoài. Giống như những người giàu bây giờ cũng vậy đó. Bây giờ thậm chí giờ Huynh nói bây giờ Huynh cần có 12 tỷ thôi vào bình thế giới, mà ai dám đưa ra không? Huynh dám bảo đảm không có. Nhưng mà chỉ có người nghèo nè gom góp á 500, 1 triệu, 2 triệu thì có. Mà nếu mà cái người nào mà có can đảm mà ông ba ơi, tôi là nhất tâm với ông, tôi dẫn đoàn này đi, bao nhiêu tôi lo hết, dừng về tới nhà đi, tôi thưởng cho mấy huynh đệ nữa, có ai dám từ chịu. Mà cái đất nước như nằm nó trùng trùng điệp điệp người đó đấy. Thầy có nói, ôi, cái người giàu có là rất nhiều quá đệ. Để nhớ câu đó không? Cái câu đó đó, người giàu của đất nước Việt Nam mình rất nhiều, nhiều, nhiều lắm, chứ không phải không. Nhưng mà tại vì cũng màn vô minh, cái màn vô minh, cái màn danh lợi tình rồi nó đắm cho mình, rồi mình mất đi cái trí huệ tình thương, rồi bắt đầu bảo thủ với nhau. Đó, thì thành ra đó là mình, giờ này mình đã hiểu biết rồi, ai hiểu biết được thì cố gắng là móc ra đi là cái sự tình thương sau này nó đại đồng. Mình làm cái gì mình đừng có toan tính, toan tính là để làm cho nó đạt. Rồi cái sự người ta nghèo khổ thì mình góp với nhau. Cái gì là buông lỏng hết tất cả, đó là buông. Rồi tất cả dân dân mình nghĩ cái buông đó là buông được một thứ, rồi lần lần á, cái mình ghèn á, lần lần nó buông được hết. Rồi mình biết cái cha mẹ anh trở lại, rồi mình thiền định lần lần nó xả hết. Giống như Huynh ngày xưa cũng vậy. Gì ngày xưa mà Huynh làm, Huynh toan tính, Huynh nói thiệt với cái việc này Huynh cũng có kể rồi đó. Ngày xưa Huynh là cũng một cái thằng dữ lắm, giám đốc nuôi trồng thủy sản. Mà ngày xưa cái tâm Huynh cũng giống như mọi người thôi. Đó, đi ra ví dụ cái xe cá của Huynh, mà Huynh bữa nay cái vụ này không gà, Huynh nói cái ví dụ ở trên chợ ví dụ mà 10.000 một ký, là đồng ý người ta lấy 1 tấn, thấy không? Rồi đợi 2 giờ mình xuất quân mình đi rồi đó, cái bắt đầu nó giờ người ta bẻ kèo rồi, người ta bẻ kèo rồi đó, thì bây giờ người ta đòi lên 200 đồng ký. Rồi giờ đó người ta đâu có khuya người ta bán đâu, ta nói từ thôi lấy đại đi mẹ ơi. Đó, cái bắt đầu mình cứ chơi chiêu đó hoài. Cái đó là cái tâm của mình, nó tâm bảo thủ. Cái tâm đó là cái tâm ích kỷ hẹp hòi mà để dành cho mình không đó. Thì cái con đường Huynh đã đi rồi, đến ngày hôm nay tại sao Huynh vào tu học, Huynh nhớ à, những cái tâm đó thầy đã dạy. Bây giờ cái tâm mình đi gì đó, thành ra mình sửa nhanh lắm. Lúc mình ngộ được từ cái chỗ lòng tham ích kỷ của mình là ngoài đời, đến tu học mình nghe thầy nói, ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân tâm cứ mãi đắm say. Thì tức là người sang người hèn cũng hay thông thả, nhưng mà biết tình thương và biết tu hành thì con người thanh thả. Giống như hồi tu giờ Huynh tứ đại gia không, đọc vô rồi là tới giờ cũng tứ đại gia không.
Mà huynh bây giờ huynh ra làm bây giờ tiền cũng được hết đó, nhưng phải tìm vào con đường trí huệ bên trong và ánh sáng và sẽ ban giải cho nhân loại giống như thầy mình nói là được hết. Thành ra huynh cắt đến ngày hôm nay nó mới đạt như thế. Rồi vậy đó đệ. Rồi còn cái gì không? Rồi. Rồi vậy thì mình cũng clip này cũng dài rồi ha, thôi mình đợi clip khác nha. Rồi vậy cũng chào đồng bào trong ngoài nước và tất cả các huynh đệ coi clip này thì cũng gắng cố gắng đồng hành chuyến du bay này nha. Rồi để cho được ai cũng đều sung sướng. Rồi chào. Cư sĩ. Dạ, đại dân hiếu cư sĩ kinh giới có đôi lời chia sẻ trao đổi với huynh ba trước đi. Tại đại là người mới vào trong cái cuộc mà hội hiệp này nè. Dạ. Không, cư sĩ này được á, cư sĩ này có chứ vậy. Tôi thấy chắc hợp tâm với huynh đệ mình là hiệp tâm hiệp chí cộng đồng nhà Nam thiệt á. Dạ. Đến ngày giờ đó đại. Dạ. Dạ, thì kính thưa huynh ba, tối mấy anh em cũng chia sẻ lên, cũng có một số bà con người ta bình luận thế này. Ta nói là chiến tranh thế giới là của chuyện của thế giới, mình không cần đi làm hòa bình như vậy, nó không bao giờ đánh như Việt Nam đâu. Mong huynh ba chia sẻ cái câu chuyện nè. À vậy hả? Ừ. Thì cái này nó cũng dính vào về vấn đề là Phật Pháp mà, cái này nếu mà con người mình tu mình phải biết thương nhân loại. À, cái bài tình thương nhân loại của thầy có để đó, thì chúng ta là phải... thầy đi sau thì mình phải đi như vậy thì nó là mới gọi là con người tu học. Dạ. Thì bây giờ tại vì cái đệ này đâu biết tên hả? Dạ đúng rồi. Không nhớ tên. Thì cái đệ đang hỏi về vấn đề câu này để huynh ba trả lời là nó phải quan tâm chứ, tại vì vấn đề là mình cái con người mình đã tu thì mình phải biết về cái sự tình thương và tất cả những cái quốc gia nào hoặc là tất cả những cái dân tộc nào khôn hoặc là không khôn thì chúng ta cũng phải đều thương yêu nhau hết, tại vì là cũng cùng chung một giống hồng lạc mà đi ra thôi. Nhưng mà nếu mà mình người tu mà mình không hiểu gì vấn đề mà lấy một cái sự tình thương này á, thì cái sự tu của mình á, nó cha mẹ mình đó là tức là cha trời mẹ đất của chúng ta đó là không có là đồng ý, tức là mình còn phân chia. Mà nếu mình phân chia thì cha trời mẹ đất và binh sư của chúng ta là rất buồn, là nguyên nhân là tại vì đưa các con xuống đây là phải lấy tình thương, rồi sau là phải về cùng nhau hết, về nơi Bạch Ngọc cùng cha mẹ mình. Đó là mấy người con đại trung đại hiếu. Dạ. Mà nếu mà mình xuống đây á, mà mình nghĩ cho riêng mình đó đại, thì cứ việc là chiến tranh hoài rồi bắt đầu gì, cái cõi này cõi ma dương mà mình không biết lấy tình thương với nhau á, thì nó sẽ nhồi quả cho chúng ta hoài. Rồi cứ việc mình nói rồi tại sao bên kia của người ta mà mình qua tham gia làm chi, nhưng mà cũng là cùng chung một giống hồng lạc của mình. Quả địa cầu này là muôn loài vạn vật qua lá qua cây đều là con của cha mẹ mình hết, mà tại sao mà bây giờ mình phải phân chia? Tại vì thầy giáo lý thầy nói đó, và các những cái tôn giáo khác đều có nói là các chúng sanh đều có như ta, tức là thầy cũng nói là thầy đi đằng nào trò phải đi đằng đó, thầy biết thương nhân loại thì mình phải biết thương nhân loại, vậy mới là một cái người con là biết hiếu thuận cho một cái cha mẹ vĩ đại của chúng ta là cha trời mẹ đất. Đó là con người mới là đại trung đại hiếu ở đây. Thì bây giờ tôi mới nói về vấn đề này, tại sao mà huynh ba nó có một cái sự tình thương như thế, thì đó là một huynh ba đã có nói hoài đó. Tại vì cái càn khôn vũ trụ này cha mẹ mình lập cái quả địa cầu 68 này là để làm gì? Cho các con xuống tôi học, và đến ngày giờ thì cha mẹ mình mới là rước các con về hết. Đó là đưa cái lực lượng ánh sáng tình thương mà huynh đã nói nhiều trên list của Tâm Linh Núi Cấm á, thì cái sự tình thương của chúng ta đó phải gắn liền với nhau, cùng hiệp tâm với nhau và mới được đi về nơi cái cõi của cha mẹ mình, là lúc mà mình xuống đây thì phải về đó. Thì như vậy đó thì mình biết tu hành và mình biết theo dõi là những một cái vị nào là trở lại là một cái vị của cha trời mẹ đất mình, phải tìm ra cái đó. Bởi vì thầy mới kêu ông giáo lý thầy để hết đó, sau này thầy trở lại như thế nào và thầy là ai, là phải biết tìm ra được thầy mình là ai, rồi biết cái nguồn gốc của mình là ai, là đó.